Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Gián điệp Việt Nam chuẩn bị ra tòa tại Đức. Khi nào thì đến lượt ông Đại tướng Tô Lâm. Phía sau lưng tôi đây, đây chính là tòa thượng thẩm của Berlin, nơi sẽ xét xử gián điệp Việt Nam có tên là Lê Anh Tú. Trong thời gian vừa qua, ông ta đã nhập cảnh vào Cộng hòa Séc vào ngày 15 tháng 4 năm 2022 và lập tức ông bị bắt giữ theo lệnh truy nã quốc tế của Liên minh châu Âu năm 2019 cũng như trước đó của Cộng hòa Liên bang Đức. Ông Lê Anh Tú được cho rằng là người trực tiếp tham gia vào vụ bắt cóc này với việc ông ta lái chiếc xe VW T5 tham gia cùng đội biệt kích của Công an Việt Nam rình mò theo dõi và sau đó bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ngay tại thủ đô Berlin này cùng người tình của ông ta là cô Đỗ Thị Bình Phương. Được biết khi đó ông Trịnh Xuân Thanh đã nộp hộ chiếu ngoại giao của mình để đăng ký tị nạn chính trị tại Đức. Trong thời gian đó, ông Trịnh Xuân Thanh đã tung ra rất nhiều tài liệu mật phơi bày phía sau chính trường Việt Nam cho người dân trên thế giới cùng biết. Và ngoài ra, ông ta đã nói rằng không còn tin tưởng vào sự lãnh đạo của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và xin ra khỏi đảng. Vị cựu đại biểu quốc hội này của Việt Nam khi đó cũng đã trưng ra bằng chứng ông ta đang ở Đức với thẻ đảng và chứng minh nhân dân của mình. Và có thể đây là một sự thách thức rất lớn với người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam. Cho nên ông Nguyễn Phú Trọng đã nói rằng phải bằng mọi giá bắt được Trịnh Xuân Thanh. Và dường như chỉ đợi có thế nên ông Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã tổ chức đường dây đưa mật vụ Việt Nam đột nhập vào lãnh thổ châu Âu bằng hộ chiếu ngoại giao qua Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, tại Đức và các cơ sở ngoại giao cũng như hậu cần của họ bên Cộng hòa Séc, Slovakia để chuẩn bị và cuối cùng đã bắt cóc chót lọt ông Trịnh Xuân Thanh đưa về Việt Nam. Tuy nhiên việc này sau đó đã bị vỡ lở. Tờ Thời báo .de là đơn vị truyền thông đầu tiên đăng tải vụ bắt cóc diễn ra tại trung tâm Berlin và sau đó truyền thông quốc tế cũng như các cơ quan điều tra của Đức lần lượt tham gia và vụ việc dần dần được làm sáng tỏ. Đây là một người thứ hai bị bắt và truy tố về tội bắt cóc công dân của Việt Nam tại Đức. Mặc dù ông Lê Anh Tú đã trốn về Việt Nam ngay sau khi bắt cóc và sau 5 năm ông ta tưởng rằng mọi việc đã êm đẹp nên đã lẳng lặng quay trở lại Séc, nhưng cuối cùng ngay tại cửa khẩu thì hộ chiếu của ông ta đã bị kiểm tra và phát giác đây là người cần phải lập tức bắt giữ. Sau khi tạm giam tại Séc một thời gian thì vào ngày 1 tháng 6 năm 2022, ông Lê Anh Tú, gián điệp của Việt Nam đã bị dẫn độ đưa về Đức ở đây và chuẩn bị đưa ra tòa án thượng thẩm này để xét xử về hoạt động gián điệp tại Đức vì đã cùng biệt kích của Bộ Công an Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh vào ngày 23 tháng 7. Và với hai người đã bị bắt thì có thể nói rằng Cộng hòa Séc mà cụ thể là trung tâm thương mại Sapa tại đây dường như là một ổ gián điệp của Việt Nam và từ đó họ theo dõi cũng như lập các kế hoạch nhằm hãm hại những người có quan điểm chống lại nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam ở trong nước. Cũng qua việc này thì toàn bộ đường dây gián điệp của Việt Nam ở Đức, châu Âu cũng bị dần dần bóc phá ra. Danh sách truy nã của châu Âu còn khá dài. Những sĩ quan của Bộ Công an Việt Nam đã tham gia vào vụ bắt cóc này thì sẽ lần lượt bị bắt và đưa ra xét xử bất kể thời gian nó có kéo dài bao nhiêu vì đây là một tội đại hình tại Đức và châu Âu. Như vậy, bất cứ khi nào họ đặt chân đến châu Âu hoặc các nước có ký kết hiệp định dẫn độ với châu Âu thì có thể sẽ bị bắt giữ và lại dẫn độ về đây ở tòa án thượng thẩm Berlin đem ra xét xử một cách công khai và minh bạch. Dự kiến phiên tòa tại đây sẽ diễn ra vào mùa thu năm 2022 bởi vì hồ sơ và bằng chứng việc ông Lê Anh Tú, gián điệp của Việt Nam tham gia vào vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh đã quá đầy đủ và giờ họ chỉ lựa chọn thời gian, địa điểm thích hợp để sớm đưa ông Lê Anh Tú ra trước vành móng ngựa. Và với tội gián điệp và bắt cóc người ở Đức thì ông ta có thể đối diện với án tù đến tới 10 năm. Cũng có một số người để lại bình luận trên trang Thời báo .de rằng Trịnh Xuân Thanh là một kẻ phạm tội, tại sao nước Đức lại bênh vực đến như vậy? Ở đây, nếu các bạn đã từng sống ở Đức và châu Âu thì sẽ hiểu nhà nước pháp quyền với tam quyền phân lập.
tư pháp, hành pháp và lập pháp, mà ở đây là cơ quan tư pháp, cho nên hoàn toàn độc lập với hành pháp và các nơi khác. Nó khác hoàn toàn với Việt Nam, tất cả đều nằm dưới sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản. Và những bản án ở tòa, thậm chí đa số đều là án bỏ túi, tức là họ đã quyết định mức án trước khi đem ra xét xử. Và việc khi ông Trịnh Xuân Thanh nhập cảnh vào Đức hoàn toàn hợp pháp với hộ chiếu ngoại giao của mình, cũng như sau đó lập tức ông ta đăng ký tị nạn tại Đức với sự hỗ trợ của luật sư, cũng như khi đó tại Việt Nam chưa hề có phán quyết nào của tòa án đối với ông Trịnh Xuân Thanh rằng ông ta có tội cả. Cho nên lúc đó ông ta hoàn toàn là một người tự do và được hưởng mọi quyền bảo hộ công dân của nước Đức đối với những người đến Đức xin tị nạn hợp pháp. Và cũng tại tòa này tôi đã dự 17 phiên, và tòa án cũng đưa ra thông tin cho rằng khi ông ta bị dùng vũ lực bắt cóc đưa về Việt Nam và xét xử thì toàn bộ quá trình tư pháp sau đó ở Việt Nam không hề có giá trị, vì họ đã vi phạm pháp luật nghiêm trọng và lãnh thổ của Đức cũng như pháp luật công ước quốc tế để bắt cóc một người từ đây về Việt Nam. Ngoài ra tại Việt Nam không có tòa án độc lập nên những bản án ở đó đều có giá trị rất thấp với tư pháp độc lập ở Đức và châu Âu. Cũng phải xem lại tình tiết khi đó, vì cùng thời điểm ông Nguyễn Xuân Phúc, thủ tướng của nước Cộng hòa sau chủ nghĩa Việt Nam, được Đức mời sang dự hội nghị G20 tại Hamburg. Và tại hội nghị này, ông Nguyễn Xuân Phúc đã đề xuất phía Đức cho phép dẫn độ Trịnh Xuân Thanh về nước. Và thủ tướng Đức khi đó là bà Angela Merkel đã nhận được thông báo này. Nhưng cơ quan hành pháp của bà không thể làm gì được trong một thời gian ngắn, bởi vì phải thông qua tư pháp độc lập thì dường như không thể đợi được. Nên Bộ Công an Việt Nam mà người đứng đầu là ông Đại tướng Tô Lâm đã tổ chức bắt cóc ngay sau khi ông Nguyễn Xuân Phúc rời nước Đức. Đó là vi phạm trắng trợn chủ quyền của Cộng hòa Liên bang Đức. Và chính vì vậy khi đó quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức đã bị tạm đình chỉ, và hiệp định miễn visa cho hộ chiếu ngoại giao của Việt Nam cũng bị chấm dứt. Cho đến nay các cán bộ ngoại giao Việt Nam khi sang Đức đều phải xin visa như mọi công dân Việt Nam khác. Và các cuộc viếng thăm của các quan chức cấp cao của hai nhà nước cũng không thể diễn ra từ năm 2017 cho đến nay. Nó đem lại hậu quả to lớn cho Việt Nam và Đức chỉ vì vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh. Và trong bản tin lần trước, tờ Thời báo.de đã miêu tả vị trí nơi ông Lê Anh Tú, gián điệp của Việt Nam, đang bị giam giữ. Đó là nhà tù Moabit ở Berlin. Và khi gián điệp Lê Anh Tú khai ra các hoạt động cùng đội biệt kích của Bộ Công an Việt Nam tại Đức, đặc biệt là chi tiết có liên quan đến cuộc gặp gỡ của ông Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Nội vụ khi đó của Slovakia là ông Kardinak tại Slovakia, và toàn bộ quá trình vận chuyển ông Trịnh Xuân Thanh trên lãnh thổ Slovakia để đưa vào máy bay của chính phủ này, vận chuyển sang Moscow để từ đó về Việt Nam, thì khả năng ông Tô Lâm cũng sẽ phải nhận lệnh truy nã của Slovakia là rất lớn. Và điều đó rất nguy hiểm cho ông ủy viên Bộ Chính trị này khi các phiên tòa xét xử vụ bắt cóc cứ thế diễn ra, thậm chí có thể sẽ được bắt đầu cả ở Slovakia, nơi mà ông Tô Lâm đã mượn máy bay của chính phủ Slovakia để chở ông Trịnh Xuân Thanh về Moscow. Bên cạnh đó, ông Tô Lâm hiện nay cũng đang gặp phải nguy hiểm rất lớn sau khi Tổng Công tố Nhà nước Slovakia đã ra lệnh bắt giữ và tạm giam ông cựu Bộ trưởng Bộ Nội vụ Slovakia khi đó vào tháng trước là ông Kardinak, vì nghi ngờ ông ta cũng tham gia vào vụ bắt cóc và nhận hối lộ hàng triệu đô la của Bộ Công an để cho ông Tô Lâm mượn máy bay của chính phủ nước này gây án trên lãnh thổ Slovakia. Cũng sau vụ bắt giữ và dẫn độ gián điệp Việt Nam Lê Anh Tú từ Séc sang Cộng hòa Liên bang Đức thì ông Tô Lâm vẫn im hơi lặng tiếng thông thường để tránh các rắc rối ngoại giao. Đảng Cộng sản Việt Nam mà người đứng đầu là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ cho ông Tô Lâm nghỉ hưu và ở yên trong nước cho đến hết đời, như trường hợp của ông Trung tướng Đường Minh Hưng là người đã chỉ huy toàn bộ cuộc bắt cóc này tại Đức, và đại tá tình báo Tổng cục 5 Nguyễn Đức Thoa cũng bị cho về hưu, và ông đại tá Lê Thanh Hải cũng như vậy. Hai vị sĩ quan tình báo này vốn là cán bộ của Bộ Ngoại giao Việt Nam khi đó với nhiệm kỳ tại Đại sứ quán Việt Nam ở Đức, và điều chớ trêu là những sĩ quan này lại chính là do nước Đức đào tạo từ thời Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây. Cuối cùng thì họ lại quay lại nước Đức để tấn công và gây án cũng ở đây. Có thể vụ bắt giữ và xét xử gián điệp Lê Anh Tú lần này sẽ là đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp đầy bạo lực của ông Đại tướng Tô Lâm. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de với bản tin
gián điệp Việt Nam chuẩn bị ra tòa tại Đức, khi nào thì đến lượt Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.